22. Sao anh còn ở đây? Không tới công ty mới phỏng vấn à? Không phải là không qua chứ? Không phải. Tôi căn bản không đi. À đúng rồi, tôi muốn tìm tài liệu về sàn nhập tư lưu Trung Âu. Anh có thể giúp tôi không? Được, không thành vấn đề. Đợi chút, tôi sắp xếp lại đưa cô. Sắp xếp lại. Phải làm lại chút. Trật tự lúc trước xếp hơi loạn chút. Cao Tư Thông, dạo này anh hơi khác. Lúc trước loại chuyện này anh sẽ thấy không vội gì. Chỉ có người không vội vàng. Không có chuyện gì vội. Quản lý Giang, mai gặp. Tư Thông, tới giờ rồi, đi được rồi. Anh tao làm trước đi, tôi còn việc chưa xong. Nào cạn ly, nào cạn, uống ly, phải thôi, nào, cạn ly, uống, nào, xếp lục, hợp tác vui vẻ, hợp tác nhiều hơn, bắt buộc, cạn ly cho tôi, lão lục, xin chào, mang cho anh hai bình rượu. Phi, cô nghĩ hai bình rượu này đáng bao nhiêu tiền? 1.800 tệ đi. Nói linh tinh. Xếp cô chúng tôi nghĩ hai bình rượu này anh chỉ đáng 100 triệu. Rượu đắt vậy ai dám uống? Xếp lục, bạn bè anh nổi bật đó. Nổi bật mà. Nào, uống một ly đi. Nào, xếp lục, nào, xếp lục. Anh thuộc tay quản nước tương cho tôi. Được. Lấy cái gì? Dĩa đâu? Lão Lục, anh ta là quản lý rác rưởi. Bình thường anh hay nói sao? Không có tôi giúp anh ta chính là thứ bỏ đi. Nào, càng một ly. Tôi vừa nhìn thấy anh, không muốn ăn rồi. Có chuyện gì nói đi. Sau khi nói xong, thanh toán đi, rồi có thể đi rồi. Anh ba, nào, uống đi. Ngon. Lão Lục, chuyện thu mua, hy vọng anh suy nghĩ thêm. Đừng vì tôi mà không làm. Nào, ly rượu này tôi mời anh. Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh có ý gì? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Không phải tôi muốn thế nào, mà là anh muốn thế nào. Người nói ngừng là anh, người muốn làm cũng là anh. Tôi là con chó của Ngô Khắc Chi anh nè. Được thôi, coi như tôi sai. Lúc trước tôi phán đoán sai lầm. Bây giờ phiền anh tiếp tục vụ này, được không? Biết đó xin lỗi phải không?
Xin lỗi. Anh ta nói gì? Không biết, không nghe rõ. Vừa rồi anh nói gì? Tôi nói xin lỗi. Mau lên, mau lên. Cúi người xuống, cúi đi. Đi, cúi cúi cúi. Con người tôi có một tật, luôn luôn thẳng lưng, không cúi được. Vụ thu mua anh còn định làm không? Anh hỏi tôi đương nhiên là muốn làm rồi. Bây giờ xem ra anh cũng không muốn làm rồi. Hay là thôi đi, đừng làm nữa. Nói cho cùng đây cũng là vụ của anh. Bây giờ nếu anh bỏ cuộc, tôi không ngăn được nữa. Nhưng mà đừng quên điều mình đã nói. 3 năm, 3 triệu, 100 triệu. Tôi đã chuẩn bị đủ tài liệu rồi. Anh thích làm thì làm. Anh Chi, Xích Thu, báo cáo đánh giá tài sản chi ảnh, phụ tôi thêm một bản. Tôi biết trong lòng Xích cô vẫn không thể chấp nhận đánh giá như vậy, nhưng rõ ràng biết là chuyện sai. Bây giờ đã không thay đổi được rồi. Bao nợ lên đi. Qua đi. Chuyện này coi như xong rồi. Tôi đi trước, mọi người làm tiếp đi. Tình hình bị động cho bây giờ, còn có đau khổ của sếp Ngô phải chịu, đều là lỗi của tôi mới gây ra. Cậu làm gì vậy? Không phải bảo phô tô sao? Cậu nghĩ gì vậy? Được, lần này xong rồi. Cậu mau lấy thứ này ghép lại đi. Sao cậu không dùng máy nghiền mới chứ? Cái đó nghiền cậu có thể hồi phục. Chúng ta không cần ghép mấy cái này cho tên khốn đó nữa. Chớm chuyện này không liên quan tới anh. Anh để tôi đi, để tôi làm là được. Đi 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 đi. Anh về đi.
Xích Thu, cậu đừng ở lại muộn, về nghỉ sớm đi. Thu Thu, cậu có biết thời tiết này hợp làm gì nhất không? Từ Thông, làm gì đó? Tôi đang tăng ca. Cậu tăng ca, không khoa học lắm. Tồn tại, không đánh đổi ai khác, chỉ có thể báo thù chính mình. Đúng đúng đúng, cậu nói đúng. Tiểu Lan, làm gì đó? Tăng ca chưa? Tôi muốn mời cô đi uống rượu. Xin lỗi, tôi đang tăng ca. Hôm khác nhé. Tỉnh rồi, uống chút nước đi. Sao mẹ không gọi con dậy sớm chút? Mẹ sợ con mệt, muốn con được ngủ hơn chút. Xong rồi. Con tìm những mảnh giấy dụng sao? Đó kìa, để đó cho con rồi. Bị ghép cho con rồi. Mập, tiểu tử này sao vậy? Lần đầu đi muộn. Tối qua bọn tôi làm, cậu ấy không cẩn thận. Lão Ngô, vừa được sếp Phan thông báo, dù thu mua ảnh viện đã thông qua quản lý rủi ro rồi. Tôi biết. Mau chuẩn bị đi, tranh thủ trong tuần này. Vậy thì ngày mai đi. Mai sao? Nhanh vậy? Tôi xem tài liệu tôi mua rồi, đã rất đầy đủ. Không cần làm gì dư thừa nữa. Bao hợp để định xuống, để dễ ký hợp đồng. Vụ này không chỉ quan trọng với tổ 4, áp lực thành tích bên trên đặt cho cũng rất lớn. Mau làm đi, đừng để đêm dài lắm mộng.
Lão Lục, đến văn phòng tôi. Dương Xích Dương. Xích Thu, giờ cậu được đó. Cho dù tối qua tan ca, hôm nay cũng không đến muộn. Đừng phí lời, sao vậy? Hai người xem, đây là giấy báo thanh toán tiền vi phạm hợp đồng mua bán nhà đất của sếp Lục. Tôi phát hiện ra trong số đám giấy dụng 3 triệu tệ sao? Kỳ lạ nhất là cái ngày này. Đây là đơn tuần trước, cũng có nghĩa là trước khi anh ta bán nhà cho Lưu Văn Bằng đã cầm được một khoản tiền vi phạm trước. Lạ quá. Điêu đã trả tiền vi phạm hợp đồng, tại sao còn tiếp tục mua nhà này? Đúng đó, người mua nhà không hề định mua thật. Lực tư thu vốn chính là tiền vi phạm hợp đồng này. 3 triệu tệ này là tham ô, gần như vậy rồi. Nhưng chỉ dựa vào cái này không làm chứng cứ được. Đúng đó, vậy nên tôi mới gọi anh lên đây để bàn bạc. Cách hôm biểu quyết còn một ngày nữa, cho dù kết quả thế nào cũng không thể bó tay. Mập, đi đến chỗ môi giới nhà đất này, điều tra xem tình hình giao dịch cụ thể của Lục Di Thu, xem tìm được bằng chứng gì không. Được, chúng ta điều tra lại về tài liệu của thần Mỹ. Đi. Vậy nên tôi đã bảo Mập đi điều tra. Còn tình hình gì sẽ báo với anh ngay. Lão Ngô, một khi tra ra vấn đề, cậu biết có ý nghĩa gì không? Scandal này công bố ra ngoài sẽ ảnh hưởng lớn. Người ký tên bên trong tài liệu sẽ chịu ảnh hưởng hết. Chưa chắc đâu Xích Dương. Có lẽ là tôi nghĩ nhiều. Chuyện để Ngô Khắc Chi nghi ngờ, điều khá chắc chắn. Lần này có lẽ không ngoại lệ. Chào anh. Bên cho thuê căn Cần Thượng ở số 19 đường Thượng Nam có phải không? Đúng đúng. Xin chào, xin hỏi cần gì ạ? Xin lỗi, tôi đã tìm người tính rồi. Bát tự và chòm sao, chiều cao căn nặng của tôi đều hợp với căn này. Tiền không thành vấn đề. Chủ yếu là chủ nhà đã tạm thời không có ý định bán. Có chuyện gì đặc biệt sao? Cái này thuộc về cá nhân của chủ nhà, không tiện tiết lộ. Vậy có tiện nói cho tôi biết trong quá trình giao dịch căn này đã trả bao nhiêu tiền vi phạm không? Cái này càng không thể nói. Tôi nói với anh sẽ bị kiện. Hóa ra là ngắm trúng căn này. Đúng đúng, là nó. Tôi nói anh biết căn này tôi quá quen. Tôi nói anh biết chủ nhà kỳ cục lắm. Kỳ cục là ý gì? Anh có biết không, trước kia chúng tôi gọi mấy lần cho anh ta rồi, nói là đưa người đi xem nhà, kết quả là người ta từ chối luôn, nói là chỉ hợp tác với người dưới. Thái độ anh không biết gay gắt đến mức nào đâu, miệng cứng lắm. Anh nói xem thời buổi này còn có người thành ý mua nhà như anh ta sao? Vậy giờ phòng này bán ra hay chưa vậy? Phòng tôi ra cho xem, số 19 đường Thượng Nam. Phòng này treo trên mạng hơn một năm rồi, đến bây giờ vẫn chưa bán ra nữa.
Chỗ này sao có 3 lần vi phạm hợp đồng vậy? 3 lần vi phạm hợp đồng? Vậy người giao dịch là cùng một người sao? Đợi đã. Kỳ lạ rồi, 3 lần vi phạm đều là một người. Anh xem, bồi thường liên tục. Anh nói xem thú vị thật. Anh nói bồi thường thêm mấy lần, có phải đuổi kịp giá nhà rồi không? Trước mắt thân hình tôi có thể tìm hiểu chỉ có như vậy. Là tốt lắm béo. Chuyện này chứng minh nghi ngờ của chúng ta là không sai. Còn thiếu chứng cứ cuối cùng, Lưu Văn Bằng và cả ảnh nghiệp thượng Mỹ rốt cuộc có quan hệ hay không? Phải tiếp tục điều tra thân phận của Lưu Văn Bằng. Tôi nghĩ ra một cách, cần một nữ đồng chí xinh đẹp một chút. Lan Thiên Dực. Vậy Lan Thiên Dực được không? Không thể là người của công ty chúng ta. Tôi còn một người nữa. Bên này. Quản lý Lâm. Chào anh, chào anh. Chào cô, chào cô. Lý Thiên Nghiên. Chào cô. Đứng cô rồi. Đọc theo đây à? Đúng. Cô làm quen chút nhé. Cũng dịu thật. Được rồi, chuẩn bị. Nghe nói thần Mỹ gần đây muốn quay một bộ phim cổ trang lớn, tên là Mạc Thiên Thái Dân Truyện. Tôi muốn ở trong đó diễn một vai nhỏ. Không được, không được. Cô phải phải tìm cái trạng thái ấy. Chính là loại trạng thái ấy. Đúng, cô vẫn còn học thuộc lời hơn nữa. Tìm trạng thái. Tôi hiểu ý của các anh rồi. Lại lần nữa nhé. Chuẩn bị. Anh, nghe nói thường Mỹ gần đây muốn quay một bộ phim cổ trang lớn, tên là Mạng Thiên Thái Dân Truyện. Tên nghe cũng hay. Tôi muốn ở bên đó diễn một vai nhỏ. Cung nữ nè, nha hoàn nè, vai gì cũng được. Anh xem có thể giúp tôi dắt một mối có được không? Xem biểu hiện của em. Xem biểu hiện của cô ấy. Vậy không cần đọc cái này nữa. Tôi sẽ thể hiện một chút. Yên tâm đi giám đốc Lưu. Chuyện này tôi nhất định sẽ không để anh giúp công đâu. Hay là chúng ta tối nay hẹn một nơi thời gian nào đó nói chuyện được không? Tôi thích kiểu tính cách trực tiếp cho cô đó. Chúng ta lát nữa gặp. Cô yên tâm. Xong chuyện tôi sẽ tìm cơ hội đưa cô đi gặp anh rể tôi. Anh rể? Hỏi anh rể anh ta là ai? Vậy anh rể của anh là? Anh rể tôi là Trương Kha, phó giám đốc thần Mỹ. Chuyện của cô một câu là xong. Giám đốc Ngô. Lão Ngô. Lão đầu to. Trầm ngâm gì vậy? Cảm nghĩ tiền chúc mừng khen thưởng hả? Hay là tôi đặt phòng cho anh nhé. Cảm ơn nhé. Cảm ơn tôi làm gì? Cảm ơn thì phải cảm ơn lão Dương sát chách chứ. Tôi nói anh nghe, tuần này chạy không ít nơi. Nếu không anh có thể ký nhanh vậy sao? Đúng rồi. Đây đã coi là cho mấy người thành tích trước quý này rồi. Giúp tổ bốn các anh gặt bằng được cái hố lớn đó. Còn chưa công bố, đừng nói linh tinh. Điện thoại của anh Ngô, tôi nghe chút.
Anh Chi, chúng tôi đang muốn gọi cho anh đây. Rút đi. Đừng điều tra nữa. Tại sao chúng tôi... Sao vậy? Không biết là chuyện gì. Chị nói là chúng ta đừng ra nữa. Tại sao? Không nói. Vì chúng ta có cần gì trước không? Có thể anh ấy có suy nghĩ khác. Không phải có suy nghĩ khác, là có lo ngại. Tôi đi theo anh ấy 5-6 năm rồi. Ngô Khắc Chi tôi biết tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nếu như bây giờ chúng ta dừng lại, sau này nhất định anh ấy sẽ hối hận. Vì chúng ta vẫn điều tra tiếp sao? Tra. Có chuyện tôi gánh. Giám đốc Dương, tôi đã bảo họ không điều tra nữa rồi. Anh tranh thủ tuần này cho qua hợp đồng đi. Chuyện này cứ như vậy đi. Vì công ty, vì chúng ta, anh đã hy sinh quá nhiều rồi. Chỉ một tên cặn bã như vậy không đáng để anh bị dướng vào. Điều tra đi. Đến bước này rồi, cậu và tôi đều hiểu rõ, bên trong chắc chắn có vấn đề. Làm theo trình tự đi. Chứng cứ trình tự cũng rất quan trọng. Hay là tôi trực tiếp đề cập, hỏi một chút. Đây. Giám đốc Phan, Ngô Khắc Chi này là vì loại bỏ người khác biệt, không phân trắng đen đã chụp mũ cho tôi. Anh ta chính là người như vậy. Tôi đã quen rồi. Nhưng sao cô cũng có thể tin anh ta chứ? Chúng tôi đã hy vọng là hiểu lầm, vì thế mới nhanh chóng điều tra rõ, cũng để trả lại trong sạch cho anh, không phải sao? Giám đốc Phan, tôi tuyệt đối sẽ phối hợp điều tra hết sức. Nhưng cô phải suy nghĩ một điều. Thời gian, phải không? Người bên phía Thần Mỹ không bực tức sao? Dự án này chắc chắn kiếm được 100 triệu. Dù thu mua đôi bên có lợi. Chỉ vì Ngô Khắc Chi quấy rối mà mãi không xử xong. Nếu không phải tôi ở giữa xoay sở, cô nghĩ bây giờ còn có chuyện của Kim Thần không? Cho nên tôi cho rằng đã thông báo cho Thượng Mỹ rồi. Quỹ bị hợp gặp mặt, tạm dừng dự án. Đây là lệnh của ai? Xích Dương. Ra ngoài được không?
Cậu điên hả? Dự án đi tới bước này rồi mà cậu còn gây chuyện. Tôi cũng không muốn đi tới bước này. Chỉ là kết quả tốt cho mọi người thì có gì sai làm được. Bây giờ dù là anh hay tôi đều không có tư cách phán đoán đúng sai nữa. Ngô Khắc Chi, cậu điên rồi. Chuyên làm chuyện hại mình hại người. Cậu có được gì hả? Cậu muốn làm gì? Giờ tôi gọi điện cho sếp Khúc. Cậu có thể đi chết được rồi. Tôi sẽ nói với anh ấy, dù em mình đây này chính cậu làm hỏng. Tới lúc đó không chỉ là cậu, mà ngay cả đám nhảy ra dưới tay cậu cũng sẽ chết theo. Anh ấy sẽ không nghe máy. Theo tài liệu này, chúng tôi nghi ngờ anh thông qua phương thức bán sang bất động sản nhiều lần để thu tiền vi phạm hợp đồng, nhận hối lộ. Sếp Phan, chú ý cách dùng từ của cô. Hối lộ? Tôi nhận hối lộ của ai? Chúng tôi nghi ngờ là thần Mỹ. Nói qua nói lại, có cái gì mới hơn không? Lưu Văn Bằng đưa tiền và hợp đồng cho tôi thì liên quan gì đến thượng Mỹ? Cô đừng nói là tiền vi phạm hợp đồng. Cho dù anh ta đưa thẳng tiền mặt cho tôi cũng là hành vi cá nhân anh ta. Ai quản được? Tôi muốn chứng cứ. Các cô có không? Xin lỗi, chúng tôi đến muộn. Anh rể tôi, Trương Ca, là phó tổng giám đốc thường Mỹ. Chuyện của anh chỉ cần một câu nói thôi. Ngô Khắc Chi, cậu phá bỏ sự nhiệt tình và hồi đáp trong 3 năm trời của Kim Thượng đối với dự án này. So với doanh thu 100 triệu của công ty, tôi lấy 10 triệu thì có là gì? Người chỉ hiểu rõ tình cảnh của mình là anh. Hôm nay người phá hỏng dự án không phải là tôi, mà chính là bản thân anh. Bán tháo một dự án ước tính đến 300 triệu thành 100 triệu. Anh dám nói là gì công ty sao? Đừng ngụy biện nữa. Còn nói tiếp thì chỉ hạ nhục bản thân anh thôi. Ngô Khắc Chi, tôi thật không hiểu. Rốt cuộc cậu có âm mưu gì? Anh sẽ không hiểu.
Hát xấu đúng không? Phải. Sao không lên tầng? Lên. Các anh lên tầng mấy? Tầng dưới cậu. Các anh là cảnh sát kinh tế. Có chuyện gì vậy? Cậu Ngô, lại đây. Không lẽ Diệp Dương cũng bị bắt? Không đâu. Diệp Dương đâu có nhận hối lộ. Cũng không phải biết mà không báo. Bắt anh ấy làm gì? Chẳng qua chắc chắn phải có xử phạt nội bộ công ty rồi. Giáng chức hoặc là điều chuyển sang vị trí ngoài lề khác. Nhưng mà gặp phải tình huống này, phần lớn mọi người đều lựa chọn chủ động xin từ chức. Ai cũng biết mang vết nhơ này không đến mức chặt đứt con đường sự nghiệp, nhưng trong ngành này thì cơ bản không còn tương lai nữa. Giờ tôi đã ra nông nỗi này, anh được lợi gì chứ? Rốt cuộc tôi có sao hay không? Cũng chỉ cần một câu nói của anh thôi. Rạp chiếu phim mini đó tới giờ, anh cho rằng chỉ dựa vào việc người sáng lập lấy mấy triệu của Kim Thần là xong sao? Tiền không thể tự sinh ra tiền. 3 năm qua anh hiểu rõ hơn tôi. Tôi đã hy sinh bao nhiêu vì Kim Thần. Kim Thần cũng là tâm huyết của tôi, không phải sao? Anh định thấy chết không cứu thực sao? Ban đầu lời tôi nói với cậu, cậu còn nhớ không? Một vừa hai phải, lượng sức mà làm. Khúc Trung Huy, anh đừng nghĩ giờ anh ở đây nói dớ dẫn thì có thể phủ sạch bản thân. Ban đầu nào? Năm xưa khi tôi kiếm tiền cho công ty, anh sao không nói? Năm xưa anh làm đồng ý cho tôi vào tổ 4, anh coi tôi là cây súng, sao anh không nói? Anh nói đi. Mời vào. Được, anh cứ đợi đó. Khúc Trung Huy, tôi sẽ đợi tới ngày anh toi đời.
Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Cho dù bị dứt bỏ như một quân cờ. Thế nên, trên ván cờ giao đấu giữa bạn và thế giới, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Xoay chuyển sụp đổ. Rất nhiều ván cờ thua không phải bởi đối thủ, mà nằm ở bản thân. Không biết chừng vô tình rơi vào thế giới chiếu tướng. Mãi cho đến khi đối thủ hạ cờ mới bừng tỉnh thì đã muộn.